Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn về cách trồng là 1 ha thì các bạn sẽ trồng được bao nhiêu cây quế và chi phí trong 1 ha thì các bạn sẽ phải mất bao nhiêu tiền và sau 5 năm thì các bạn sẽ thu nhập được bao nhiêu. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn vào trong cái phần mình mô tả. Thì giả sử hàng ngang và hàng dọc có khoảng cách là như nhau thì là 100 x 100m thì bằng 10.000 m2. Thì 10.000 m2 ở đây thì là bằng 1 ha. Thì nếu ta trồng với khoảng cách là 3 x 2m, như vậy hàng ngang trồng được là 33 cây và hàng dọc trồng được khoảng 50 cây. Và như vậy là 1 ha các bạn sẽ trồng được là 33 x với 50 và bằng 1.550 cây. Đó là theo sách thôi. Thì bây giờ các bạn xem là thực tế thì chúng ta sẽ trồng như thế nào, tức là người nông dân thì là họ trồng như thế nào. Đây các bạn xem video. Ở đây là một video mình đã đi quay toàn cảnh mà người ta đang trồng cái rừng quế. Thì đối với một rừng quế như thế này thì các bạn thấy nhá, tức là họ cũng chỉ là trồng khoảng cách là 1,2 đến 1,5 mét đối với một cây, và hàng ngang hàng dọc thì đều như nhau cả. Thì bây giờ các bạn xem là ở trong cái một cái rừng quế mà mình cũng vừa đi quay xong là họ trồng được 2,5 năm rồi, tức là họ trồng được đấy. Đây là một cái rừng quế nha. Thì các bạn nhìn cái rừng quế này thì họ trồng được là 2 năm rưỡi. Thì đối với một cây thì đây các bạn xem này, cây này cao nhất đây đó. Cây này cao nhất thì khoảng là 3 mét dưới đến 4 mét, và đường kính của cái cây này ấy thì là vào khoảng là 5 cm thôi. Thì đây là cây được 2 năm rưỡi, và ở zone dưới này thì chúng ta không cần phải làm cỏ nữa, bởi vì 2 năm rưỡi thì cái lá tán của cái cây này ấy thì nó đã che phủ phần trên, và ở phần dưới thì là cây cỏ sẽ không mọc được. Sau đó thì cái lá của cái cây quế này thì rơi xuống, thì bởi vì lá thì có tinh dầu, nếu lá có tinh dầu thì sẽ cây cỏ phần dưới cũng sẽ bị chết héo. Đây là đối với rừng quế này thì họ cũng chỉ trồng là khoảng cách từ 1,5 đến là 1,2 mét. Đấy là mình đi quay thực tế rồi. Và bây giờ chúng ta lại quay lại là chúng ta trồng được, đây là 1.550 cây, đó là theo sách. Theo sách thì người ta gọi là trồng đối với cây quế thấp. Đấy, cây quế thấp. Bởi vì ở đây là chúng ta trồng khoảng 5 năm rồi chúng ta có thể là bán cho người khác để mà họ sẽ thu nhập, tức là bán cho người khác ấy. Đấy. Thì bây giờ các bạn xem là ở đây là mình như thực tế thì là họ trồng cách nhau là từ 1,2 đến 1,5 mét. Hàng ngang thì là nếu mà như thế thì là hàng ngang họ sẽ trồng được là 66 cây và hàng dọc thì là trồng được 66 cây. Như 1 ha lúc nãy mình vừa trình bày ấy thì là hàng ngang và hàng dọc đều là 100 mét. Thì như vậy là họ sẽ trồng được là khoảng 4.356 cây. Như vậy 4.356 cây rồi, nhưng mà đấy là thực tế thì người nông dân mà người ta họ trồng ấy thì họ cũng chỉ trồng là tầm 3.800 đến 4.000 cây thôi. Đó, đấy là về thực tế. Và bây giờ các bạn xem là trồng đối với giá quế hiện nay ấy, đấy, giá quế hiện nay thì là 1.200 đồng đến là 1.500 đồng một cây. Và 1 ha thì nếu như mà bạn trồng là 4.000 cây thì có hết khoảng là 6 triệu đồng. Đấy là 1 ha. Thì các bạn phải hết 6 triệu đồng tiền mua giống quế. Đó. Còn ngoài ra thì các bạn là còn phải chi phí thêm, ở đây là khoảng 3 triệu đồng tiền phân bón. Thì đấy là ước chừng thôi, còn cái vấn đề phân bón này thì mình chưa dành lắm. Đó. Thì là tính ra thì các bạn chi phí tới là 9 đến 10 triệu đồng trên mỗi ha. Mà tất nhiên thì cái công trồng và công chăm sóc của các bạn thì các bạn lại phải bỏ ra. Bởi vì hiện nay thì là thuê người mà làm ấy thì mỗi ngày người nông dân ở đây thì họ cũng trả là 200 rưỡi đến 300.000 đồng trong một ngày. Thì còn cái công trồng ấy, công chăm sóc này thì các bạn tự hoạch toán lên xem là mình phải chi phí hết bao nhiêu. Đó. Thì nếu như mà sau 5 năm thì trị giá mỗi cây thì các bạn sẽ được khoảng 50.000 đồng. Đó. 50.000 đồng
Đấy là mình bán cả cái rừng quế cho người ta để người ta khai thác thêm nhé. Tức là họ sẽ khai thác trong vòng tiếp theo ấy là 10 năm. Đấy, thì các bạn sẽ bán được là một cây là 50.000 đồng. Và như vậy là 1 ha thì các bạn sẽ thu được khoảng là 180 đến là 200 triệu đồng. Đấy, sau 5 năm. Bởi vì các bạn phải có rừng. Ở đây thì là mình đang nói là các bạn phải có rừng, chứ không phải là các bạn đi thuê rừng đâu nhé. Nếu mà thuê thì các bạn phải thì trả thêm cái tiền thuê nữa. Đó. Thì ngoài việc bây giờ đấy, trong cái thời điểm bây giờ thì là hạn hán lũ lụt, thì như vừa rồi miền Trung ấy thì là có lũ lụt nhiều, thì cũng là do cũng ít cây xanh. Thế như vậy là các bạn mà trồng được từ cây quế thì chúng ta cũng đã góp phần là bảo vệ môi trường rồi. Đấy, góp phần bảo vệ môi trường và chống xói mòn đất. Thì trên đây mình đã chia sẻ về kiến thức trồng quế 1 ha như về chi phí như thế nào, lợi nhuận như thế nào. Thế rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip lần sau.